Mà cái củi này nướng cá lóc ăn thì sao Bi? Anh thấy nó ẩm lắm rồi nè, nó bụp lắm rồi đó. Uống ăn có sao không? Xin chào quý bà con cô bác, hiện tại hôm nay em có mặt ở nhà em Bi để xem cái nhà đã hoàn thành chưa. Thì cái nhà hôm nay cũng sửa chữa cũng đã lâu quý vị. Thì do mưa bão quý vị, cũng những bây giờ có thể là ngày hôm nay là ngày cuối để hoàn thành. Bi, em sáng em ăn gì chưa Bi? Ăn gạo ăn mì nè. Rồi Bi vô xem phụ được cái gì không? Bi vô có phụ được cái gì không phụ kìa. Mẹ bế em đi đâu, đi bán số hả? Đi sửa nhà nghỉ bán vài 1-2 ngày đi coi thợ làm cho xong về chứ giờ. Hôm nay là Bi mưa hay giọt có nhà ở đi ngủ khách sạn không hả Bi? Vô đi vô vào thì phụ chị Bi làm việc nha, phụ trai ở xong nè. Đây, Bi vô có gì Bi làm ơi. Đi Bi vô đi, Bi có vụ vác gạch gạch gì đi nè. Anh thấy qua trong nhà nhiều gạch lắm á, đi vác gạch ra đi giặt cái giường đi dục. Cái gạch bông mà qua đập cái bức tường ra nè Bi. Nè Bi, hôm nay là tháo cái vách nè Bi, mẹ em nó tháo vách với dời cái cửa sau lùa sau ra nè Bi. Qua là trận mưa lất lớn nha vị khán giả. Thì hôm nay là cái đường nhà Bi ngập nước đi, rồi cái lối loa toilet như thế này nè quý vị. Thì những lúc mà trời mưa như vậy thì nước ngập ở toilet đó quý vị, thì không có đi toilet được. Mà hiện bây giờ kinh phí xây nhà cũng chỉ gón ghém như vậy vừa đủ quý vị, không có thể có khả năng xây toilet thì bị đình lại quý vị. Đây cái mái nhà thì được nới rộng ra một chút. Nhà thiết chế thì nó rộng hơn nhà cũ một chút quý vị. Thì ở đây cái cột quý vị, cái cột này để trên cái nền gạch này, thì cái gạch này rất là yếu nè, không có được xuống cái nền. Okay. Bi ơi Bi, đây là việc cái nền nhà của Bi này vậy ha. Thì nhưng bây giờ mấy cái cột này là cái cột này là phải đập bỏ vậy. Thì cái gạch này chắc có thể là mẹ bế Bi đập bỏ luôn để sợ chôn cột với gạch, nền gạch cái gì. Hôm qua thì em đến thăm thì mẹ bế lên Bi nói kế hoạch là như vậy. Bi vô làm được việc gì không? Không làm được gì hả? Giờ vô Bi với anh bên cái giường quăng nè. Quăng đây đốt rác nè, đi. Đi quăng giường nha. Đi quăng xong mua giường khác nha. Đi quăng nè, anh đi Bi tìm giường, giường đâu cơ bé? Giường đây nè. Trận lông mẹo xuống, tiếp cô vừa ta là 2-3 chỗ bán giường. 2-3 chỗ bán giường, bây giờ Vinh cái giường kia ra cho ta dọn đi. Không thôi, giờ anh đi Bi đi tìm giường hả? Rồi cô mua bánh mì về cho Bi ăn á hả? Cơ thợ hả? Thì hôm nay là nó mới về tới, mới xuống gặp nó. Hôm nay lo cái máy thằng trên dột đi rồi đập cái kia ra, dời cái kia ra nữa là xong. Nhanh mà. Này cô bé có cần phụ gì không cho xong cho nhanh luôn. Rồi dời cái vách phía sau ra để đúng rồi xong cái đó thì không lấy này có gì cũng phụ dời ra cho để qua mưa giọt quá trời ướt cái nền nhà luôn. Giờ Bi với anh đi đi xem giường nha. Đi không, đi xem giường nè để cái gì đặt người ta chở vô luôn. Rồi Bi thay đồ đi, giờ đi rồi sao thay?
Hai bi khác áo khóa vô đi, giờ đâu có thay được đâu, có người trong nhà sao mà thay ấy. Nhà tắm ngập nước quá trời nè. Đúng rồi, cứ dọn cái gạch, cho gạch nào mà dính bê tông coi đập bỏ đi, tại vì nó gạch nó dính bê tông không sử dụng lại được xe toilet đâu. Tôi đập tôi thảy với dụng nước này nè để cho nó không bị động nước nữa. Cái nền nhà hiện bây giờ thấp rồi, cái nước đó hả? Ngày xưa đúng rồi, làm là phải làm bằng đắp và bằng cái nền này luôn. Rồi, rồi do cái trong nhà chứ đi cái đó xử lý sao? Giờ bây đi xem giường với anh đúng không? Nên đoàn nó bị lại cái giường này. Bi đạp xe đạp đi mua nước đá đi Bi. Đây đấy mẹ bế em phụ thợ hôm nay làm việc cho xong kìa. Phụ chuyển cây gì đó. Anh với Bi đi xem giường. Bi có muốn cái quạt trần trên giữa nhà không, để anh bắt giùm Bi cái quạt luôn chứ, giờ mua quạt anh bắt luôn. Sao vậy? Đó gọn nhà, nhà em giờ treo quạt nữa, mua quạt cây. Bi thay đồ rồi Bi đi á hả? Bi chở đâu Bi thay ra rồi toilet thay hả? Gọi nước ra gọi thay hả? À, Bi khép cửa này nè, Bi khép lại một cái là thay đúng rồi. Đây nhớ đội nón vô nha. Rồi khép cửa lại đi thay đây về, đi mua rồi kiếm giường. Tại thiếu sắt là Bi đi mua sắt về là ví dụ con cơ quát. Lát Bi dắt sắt về đời gì không? Bi đi theo là Bi phải dắt phụ anh nha. Tại anh tại mình anh dễ lấy hơn. Mà có Bi đi theo là Bi phải cầm phụ á. À Bi muốn cái ton này hả? Cái ton này là ton sáng lấy sáng á. Cái to này mới mốt lọc cái toilet ở trên được các vị. Là cái nắp toilet cho nó sáng. Ở ngoài toilet em không cần dùng điện, đó cái to này thôi. Nó Bi phải cầm phụ anh sắt về nha. Chứ bây giờ Bi ngồi phía sau là anh khó chạy lắm, thà bằng mình anh nó không bị dướng cái chân Bi á. Bi ơi, xem dục cái giường đây vậy. Giờ Bi tháo giường lên để làm cái gì? Bi nướng cá lóc ăn hả? Về cả nguyên cái đi băng này nướng cá lóc ăn luôn hả? Mới mục rồi thấy không Bi? Mối mục không rồi đó. Bây giờ lấy cái búa đi để đập nướng cá lóc ăn hả? Lấy cái búa đi Bi, đập đi. Cái này nướng chắc chục con cá lóc quá. Thì Bi đem vô bãi rác này là nướng cá lóc hả? Rồi một mình đi xử lý cái giường của Bi luôn ha. Được không? Không, cái đem rồi. Lấy cái búa đây là đập nó. Cũng thôi châm lửa đốt nó đi, ủa bây giờ nó ướt mà Bi. Đốt tại chỗ hả? Giờ sao nướng cá lóc được không? Được, cá nào nướng. Bây giờ em sẽ em rã cái giường này đi, thôi đốt nguyên cái luôn hả? Giờ lấy lửa ra quẹt châm đốt nguyên cái luôn đi. Không có xăng sao đốt. Ướt nhẹp luôn. Giờ Bi ấy kêu ăn ngoài tới rồi Bi ăn bây giường đâu Bi ngủ. Anh nhà mua kém giường. Sao Bi khô quá vậy? Giờ sao Bi xử? Bi xử lý cái giường đó là sao, Li quan đó là sao? Lấy cái búa đi. Rồi Bi lấy cái búa xử lý cái giường này luôn. Rồi đập vậy hả? Giờ đập sao ta? Đập vậy sao có sao có củi nướng cá lóc ăn? Đúng rồi, tôi bị thông minh quá ha, đập mấy cái thanh nó xuống trước ha. Em xây cái cán búa lại đi. Xây cán búa lại kìa. Đó từ từ banh ra rồi em dỗ cái này em dỗ ngược vô trong kia. Rồi bị dỗ ngược trong này nè, cầm này dỗ vô trong kia sao? Đúng rồi. Em phải tháo mấy cái thanh nó xuống giống vậy đó Bi.
Đây Vy đập cái giường để nướng cá lóc nè quý vị. Mà cái củi này nướng cá lóc ăn thì sao Vy? Anh thấy nó ẩm lắm rồi nè, nó bụp lắm rồi đó. Uống nước ăn có sao không? Có cần anh vào giúp giờ không? Không mà mình Vy làm được. Đó từ từ cũng bung ha, Vy thông minh quá ha. Đó mà mình Vy làm phụ được chứ, để anh vào phụ thợ làm gì nha. Đó, hay quá ta. Từ từ mà Vy gỡ được cái giường luôn nè. Em dùng cái cán búa chứ Vy, em đập cho có lực hơn, cái mũi búa vậy nó nhẹ hơn Vy. Xoay lại đúng rồi, đó. Dở trên đầu kìa, dở trên đầu đó, dở trên đầu nó mới bung ra. Rồi dưới đất cho cũng vậy luôn, đúng rồi. Mở tay hả? Có cái thanh nào trận dụng làm được đi vậy không Bi? Nó Bi nhớ để gọn vô nha, đinh không lắc có chân đạp đinh Bi ơi. Bi, nhìn dưới chân em nè, em đạp đinh bị phong đó, cái mấy cái đinh này bị xét á. Mỗi tay đúng không? Nay Bi lao động vất vả, bữa nay nãy Bi nó lao động anh trả bao nhiêu ngày quá rồi. Bộ đồ. Bộ đồ á, bộ đồ là bao nhiêu, 101 hả? Là Bi đòi anh tiền công là trả ngày bộ đồ cho Bi hả? Rồi em đập cái nữa là nó bung cái giường này nướng cá lóc được rồi nè. Bi này hay quá, Bi biết tháo nguyên cái giường ra luôn. Đó gãy hết giường em, mục gãy đó đúng không? Đó vừa đập cái cây mà nó gãy vậy, trời mưa tới qua mà nó ướt là nó bung ra luôn á. Rồi sao mấy tấm miếng đập ngược ra luôn. Đúng rồi. Đó, thấy không? Dỗ sát đầu vậy đó, đúng rồi, đúng rồi. Rồi nếu mà mình Bi xử lý được cái giường nhà anh dễ không? Cô bé lấy qua hàng đi đâu cô bé? Định làm gì? À qua hàng nó bị xét rồi đúng không? Cái nói gì vậy? À đồ xe đi đốt hả? Bi nữa nướng cái đồ nướng cá lóc vậy nè cô. Bi em đập ở trên xuống Bi. Nè dỗ từ trên xuống nè. Dỗ tới không? Dỗ trên xuống. Làm cho 1.000 quán cái số đúng rồi. Nó đòi ra dỡ cái vô ăn trả nó 100.000. Dỗ ngược lên cái. Nè dỗ dưới ngược lên cái nó bung ra. Em dỗ vậy ngược đinh. Đây nè. Nè, Bi dỗ ngược vậy nè, Bi dỗ ngược lên không? Rồi cũng bung rồi. Coi chừng nó bung đó Bi, coi chừng nó bung. Giỡn đó đúng rồi, đẩy ra rồi. Thấy thiếu nữ làm cũng gọn gàng quá chứ. Rồi này coi anh không tư vấn cho Bi xử lý sao. Dỗ vậy nó không có lực Bi ơi. Dỗ ngược ra nè em. Đúng rồi, em cầm một cây bên đây em dỗ cái kia, đạp cho em dỗ nè. Không, dỗ miếng dán kia kìa, cái miếng dán dẹp dẹp á. Dỗ ngược ra. Em dỗ vậy là không được. Nè, dỗ vượt ra một cái nè Bi. Ở trong dỗ ra nè. Giờ Bi làm tiếp đi. Đó, có chân đạp đinh nha Bi ơi. Rồi Bi xử lý mấy cái gỗ này sao? Nhớ đưa đốt nha, đi đinh xét được không à, một gỗ mục không nha Bi. Bi phải dọn sạch cái liêu quăng này mới trả Bi 100.000 được. Chứ mà Bi để gũi rồi được là không trả Bi đó.
Rồi mẹ bế em đem cái vỏ cao su cho em đốt rồi, chất vô cái nồi đó đốt đi. Coi chừng đinh nha, đi cẩn thận nha. Rồi, chất vô một đống nó để đốt. Để nó ngúng từ từ cũng được không? Này cho cô châm cái vỏ xe đi. Cho nó làm cho ra mồ hôi cho sức lao động. Nó mục hết rồi, đốt để cho nó sạch. Làm cho ra mồ hôi đi đi. Mối quá trời ta. Đi về đá là nghỉ đi. Thì cứ để đợi mẹ. Bi định làm gì? Có cái đinh nè Bi. Đem vô trước đi. Ê, ê, cho chừng đập đinh nha. Đinh này đập không á. Rồi cũng gọn gàng rồi đó. Nay Bi giỏi, ta biết phụ mẹ làm dọn vườn đó. Ngày công của Bi đó. Cũng chịu làm á. Bi kháo khẩu trang ra đi Bi. Làm vậy bịt khẩu trang ngập sao làm. Bi không nói gì dạ, Bi chăm chú làm việc quá dạ. Sao? Nước mà từ đây lên tới quán như vậy nổi á, lít này nó khỏe mà. Nó đập nãy giờ không nghỉ tay luôn là biết là khỏe rồi đó. Làm cho ra mùi hôi. Cái gì mẹ bế em giặt lại kìa, em giặt tiệm đi bây giờ lát gom đồ nào hết một lần đi giặt tiệm cho sạch cho nó thơm. Kháo khẩu trang đi Bi làm như vậy ngập sao, bịt khẩu trang sao thở. Bi là chuyên gia dọn dẹp vệ sinh mà. Rồi Bi làm gì cũng sạch sẽ hết. Dạo này còn cầm hai miếng giấy đi qua đường nữa không cô bế? Hết giấy đúng không? Rồi hết đi dọn. Hết đi dọn phân chó nữa rồi ha. Rồi bây em xử lý đó mấy miếng gỗ đó sao? Để phơi nắng hả? Vậy có mệt không? Hả? Chơi tiếp hả? À? Muốn kiếm vậy đập tiếp hả? À? Lấy vô đập gạch ở trong nhà kìa. Nha, đập gạch là vận chuyển gạch ra luôn. Chất lại gạch đâu? Gạch hả? Gạch cục nào nguyên á, không dính hồ rồi để dành. Còn cục nào mà dính xi măng rồi đập bỏ luôn làm xà bần. Thì cái nền em ngập nước nè, thấy không? Cô bé, con Bi hỏi con cái gì cho đập tiếp nữa kìa. Lát đập tường nha. Đây ra vô đi, Bi vô xem thử có việc gì làm trong nhà làm đi, phụ đi. Đó, cô bé mẹ em đi vô biểm đập kìa. Bi ơi, đi vô xem cái tường gì đập kìa. Đi đâu? Vườn hả? Chưa xong mà, chưa xong nè. Vườn giờ để đâu? Mua giờ đâu, chở đổ để đâu? Để tất mua hả? À. Mua cho em cái chiếu nằm dưới đất được không? Không được. Em nằm dưới đất hả? Nằm ở đây được thì nó có gạch chất lên làm cái vườn cũng được nữa. Thời gian trước em nằm ngoài đường mà em trải miếng cà tông nằm đường về nhà sạch, em trải miếng cà tông như đường về nhà em nằm thôi. Lát xong nhà rồi nằm gì đâu. Bi coi gì trong nhà phụ nữa nha. Ờ, à, vô xem đi. Rồi.